Xin chào anh em, vậy là sau rất nhiều chờ đợi thì Toyota Wigo thế hệ mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam sau gần một năm vắng bóng. Tương tự thế hệ cũ, mẫu xe hạng A này cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản là MT và CVT, cùng giá lần lượt là 360 triệu và 405 triệu đồng. So với thế hệ cũ, bản MT đã được tăng giá nhẹ 8 triệu đồng, trong khi bản CVT đắt hơn 20 triệu đồng so với bản AT cũ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture DNGA, tương tự người anh em Race và Veloz Cross, Toyota Wigo 2023 sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3760 x 1665 x 1505mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2525mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 100mm, rộng hơn 65mm, thấp hơn 15mm và chiều dài cơ sở tăng đến 70mm. Đúng như thông tin từ trước đó, xe ở Việt Nam cũng được sở hữu ngoại hình giống hệt Toyota Agya G 2023 dành cho thị trường Indonesia. Chính vì vậy, Toyota Wigo 2023 được đánh giá cao khi sở hữu thiết kế đẹp mắt và trang bị cũng tốt hơn. Ở thế hệ mới, các chi tiết ngoại thất đã được trang bị thiết kế hiện đại hơn từ mặt ca lăng hình thang cỡ lớn, hệ thống đèn full LED, tay nắm cửa với tính năng mở cửa thông minh. Bên cạnh đó là những đường dập nổi xuất hiện từ đầu xe, tiếp nối liền mạch dọc thân xe đến phía sau, kết hợp cùng các đường gần dày bố trí ở càn trước, sau. Thay đổi về kích thước mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn cho mẫu xe hạng A này. Tại đây, xe được trang bị nội thất với thiết kế mô phỏng khoang lái thể thao. Cần số được đặt cao vào khu vực điều khiển hướng về phía người lái, mang lại sự tiện lợi khi sử dụng. Thêm vào đó là ghế bọc bằng chất liệu cao cấp hơn, tựa đầu riêng biệt và màn hình giải trí trung tâm được thiết kế đặt nổi trên mặt táp lô, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh. Nằm bên dưới nắp capo của Toyota Wigo 2023 là khối động cơ 3 xi lanh 1.2 lít, sản sinh công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn 112,9 Nm tại 4.500 vòng 1 phút. Xe được trang bị hộp số sàn 5 cấp và tự động vô cấp DCVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ của Wigo 2023 ngang ngửa về mã lực so với đời trước nhưng nhỉnh hơn về mô men xoắn. Về trang bị an toàn, Wigo bản tiêu chuẩn đi kèm phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bản cao cấp có thêm cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Wigo 2023 sẽ chính thức có mặt tại showroom của các đại lý và chi nhánh Toyota chính hãng trên toàn quốc kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2023. Xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với hai đối thủ Hàn Quốc là Kia Morning và Hyundai Grand i10. Mở rộng ra phân khúc xe điện, Wigo còn phải đối đầu với VinFast VF5 Plus từ 458 triệu đồng. Lần trở lại của Wigo vấp phải nhiều thử thách hơn đến từ xe điện. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, Toyota Wigo thế hệ mới hoàn toàn có khả năng chinh phục nhiều khách hàng tại Việt Nam. Còn bạn thì sao? Bạn thấy mẫu xe này thế nào? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, chia sẻ video và nhấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều clip hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!